Lưu bình Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và sau đây là chương trình bình luận của nhà báo Mai Loan từ Houston, Texas. Xin chào anh Mai Loan thưa anh. Dạ vâng, xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nam và toàn thể quý khán tiếng giả của chương trình uh, truyền hình Việt Nam uh, Báo Cali Today uh, tại vùng Sao Jose cũng như là đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu Internet uh, từ thành phố Houston, Texas. Uh, chúng tôi Mai Loan, Nguyễn Anh Tuấn rất vui mừng được trở lại chương trình này vào chiều tối thứ năm như thường lệ. Xin trở lại với anh Nam. Và thưa quý vị, là có lẽ ngày thứ ba vừa qua thì Super Tuesday là thứ ba vĩ đại, siêu, siêu, thứ ba đã được diễn ra với nhiều cuộc bầu cử của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trên toàn quốc con số 15, 16 xin lỗi quý vị 15, 16 thứ 3 thì bây giờ sau cuộc Super Tuesday đó, bà Nikki Haley tuyên bố rồi bỏ cuộc đua. Như vậy coi như chân dung của hai ứng cử viên đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cho trận chung kết vào tháng 11 tới đã lọ rõ ràng. Ngoài trừ có những biến động khác với ông Biden, nhưng mà có thể nói rằng gần như bây giờ nếu không có gì biến động khác lớn á, thì hai nhân vật tranh cử vào tháng 11 tới không ai khác hơn là Biden đại diện đảng Dân Chủ và ông Trump đại diện đảng Cộng Hòa. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì anh cái gì muốn cập nhật và những nhận định của anh như thế nào thưa anh? Dạ vâng cảm ơn anh Nam đã hỏi câu hỏi này à, trước đó, đó thì người ta nói đến cái biến cố uh, cái ngày Super Tuesday cái ngày thứ ba siêu thứ ba là thứ ba vừa qua mà khi có uh, 15 cái tiểu bang và một cái vùng uh, theo uh, tôi uh, uh, đảo samoa đó là cùng tổ chức uh, bầu cử sơ bộ tức là trong đó có những tiểu bang lớn như là tiểu bang california thành ra cái số đại biểu đó, uh, nó rất là cao và cái người nào mà thắng lớn thì trong cái ngày uh, super tuesday đó coi như sẽ là người về đầu trong cái đại hội đảng đảng cộng hòa và đảng dân chủ thì cái kết quả trong ngày thứ ba vừa qua nó cũng không đi ra ngoài cái sự ngạc nhiên của nhiều người khi mà cả hai người đứng đầu là tổng thống Joe Biden bên phe dân chủ và Donald Trump bên phe cộng hòa đó thì đều đã coi như là thắng lớn thắng thắng hầu hết các tiểu bang và như vậy đó thì coi như là không còn có người nào có thể đối đầu với họ nữa bên phía đảng uh, cộng hòa thì người ta chú ý nhiều hơn là tại vì vẫn còn có sự hiện diện của bà Nikki Haley thì ông Donald Trump cũng thắng lớn thắng đè bẹp tại rất nhiều tiểu bang và ông chỉ thua có một cái tiểu bang duy nhất là tiểu bang Vermont mà thôi à, tuy nhiên cái kết quả mà Donald Trump thắng lớn trong ngày thứ ba đó cũng đã khiến cho bà Nikki Haley sau đó tuyên bố coi như là rút lui tức là bà đình chỉ không có còn vận động tiếp tục vận động tranh cử nữa cái điều này cũng không có cái gì ngạc nhiên bởi vì trước đó người ta biết rằng là một cái ủy ban hành động chính trị uh, do nhà tỷ phú Cox uh, Koch uh, tài trợ đó thì họ tuyên bố là họ đã ngưng, không có còn tiếp tục uh, uh, coi như là tài trợ cho bà uh, Nikki Haley tại vì họ biết rằng là có tài trợ bao nhiêu cách mấy thì cũng không có lật ngược được thế cờ. Thay vì đó uh, họ... Uh, họ không có tìm cách gọi là chống trực tiếp Donald Trump họ dồn cái tiền này vô điểm trợ cho các ứng cử viên dân biểu và nghị sĩ phe Cộng hòa để sau này nếu như những người này có đắc cử đó thì họ có thể nhớ ơn và họ có thể thông qua những cái đạo luật nào đó mà thuận lợi cho mấy anh em nhà tỷ phú uh, Cox này bên phía đảng uh, dân chủ thì chúng ta biết chỉ có một mình ông Dean Phillips là dân biểu của tiểu bang Minnesota ra tranh cử nhưng mà ông cũng chỉ được có, có nghĩa là ba bốn mà thôi. Thêm một nhân vật nữa là bà Marian Williams Williamson đó. bà này thì cứ bốn năm là bắt ra ứng cử một lần ở bên đảng dân chủ mặc dù là chẳng được cái uh, tỷ lệ nào đáng kể hết thì có hai người này mỗi người có vài phần trăm mà thôi. Và cái kết quả sau cùng mới nhất cho biết đó là ông Dean Phillips cũng đã chính thức coi như là ngưng không có ra tranh cử trong vòng sơ bộ bên đảng Dân Chủ. Như vậy thì mặc dù rằng là hiện nay cũng cũng còn khoảng độ nghĩa là trên dưới 30 tiểu bang tại nước Mỹ đó và sẽ còn tổ chức bầu cử từ đây cho đến đầu tháng 5. Tuy nhiên, người ta có thể nói rằng là cái cầu cái vòng bầu cử sơ bộ năm nay đó coi như là đã kết thúc rồi, tức là trong vòng 30 cái tiểu bang còn lại, thưa với anh Nam, nó không có còn hào hứng nữa, tại vì người ta biết chắc chắn là bên đảng Dân Chủ sẽ là uh, Tổng thống Joe Biden sẽ được đảng Dân Chủ đề cử một lần nữa và bên đảng Cộng Hòa cũng là Donald Trump. Vậy thì nếu như là cái cuộc bầu cử mà uh, cái vòng bầu cử sơ bộ mục đích vòng bầu cử sơ bộ là gì là để lựa chọn coi cái ứng viên nào được nhiều đại biểu nhất lựa chọn rồi trở thành là uh, ứng viên của đảng đề cử sau cái đại hội chính thức của trung ương đảng vào mùa hè tháng 7 và tháng 8. nhưng mà hiện thời bây giờ nó chỉ mới đi được có một phần ba mà thôi nhưng mà người ta biết kết quả như vậy rồi thì nó còn hào hứng nữa hay không chắc chắn là cái vòng bầu cử sơ bộ gần như nó không còn hào hứng nữa khi mà người ta đã biết kết quả như vậy rồi tuy nhiên anh nam và quý khán thính giả trong những ngày qua khi mà nghe người ta tường thuật về cái kết quả bầu cử sơ bộ đó nó cũng có nhiều điểm đáng chú ý người ta nói rằng là tuy hai ông joe biden và donald trump đều thắng lớn trong nội bộ của mỗi đảng nhưng mà mỗi bên cũng có những cái nhược điểm những cái khuyết điểm mà họ cần lưu ý và cần cải thiện để mà có thể làm cho cái kết quả của họ nó sẽ sáng sủa hơn trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11, tức là cuộc đối đầu. Thì bên phía Donald Trump cái khó khăn như thế nào? Cái khó khăn đó là Donald Trump vẫn còn có rất nhiều những cử tri bên Đảng Cộng hòa thuộc cái thành phần trung dung, thuộc cái thành phần không có cực đoan, không có cuồng MAGA họ vẫn không ủng hộ cho Donald Trump phía bên ông Joe Biden tương tự như vậy nó có một cái thành phần đó không phải là không ủng hộ nhưng mà họ bỏ phiếu gọi là non committed tức là tôi không có cam kết bỏ phiếu cho ai tại vì họ bất mãn với cái việc mà cuộc chiến tại uh, uh, vùng Trung Đông Gaza. đó tại Gaza và họ nói rằng là tại vì tại sao Tổng thống Joe Biden không có lên tiếng buộc là phía Israel phải ngừng ngừng coi như ngừng chiến ngay lập tức cho nên họ muốn dịnh dỗi họ muốn làm lẫy với lại phía bên Tổng thống Biden là như vậy thì nếu cái thành phần này mà họ bực mình họ không đi bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden trong tháng 11 đặc biệt là tại một vài tiểu bang ngang nữa trong đó có tiểu bang Michigan thì cái điều đó nó có thể dẫn đến cái kết quả thất bại cho Tổng thống Joe Biden đó là cái mục đích là như vậy tuy nhiên nói tóm lại đó thì người ta có thể nói rằng là những cái khó khăn những cái bất lợi cho ông donald trump nó có phần nó khó khăn khó vượt qua được hơn là những cái khó khăn của tổng thống joe biden nói một cách khác tổng thống joe biden có nhiều cơ hội để mà cải thiện cái tình hình tức là để lấy lòng cái khối cử tri giới trẻ hay là giới cấp tiến hay là giới gốc uh, Ả Rập giới hồi hồi giáo v vân bởi vì chính quyền Joe Biden vẫn đang tiếp tục áp lực cho chính quyền của Israel là phải đi đến một cái giải pháp nào đó ngưng bắn hay là hòa đàm với phía Hamas v.v. và như vậy có cơ hội để lấy lòng cái khối này tuy nhiên về phía ông Joe, ông ông Donald Trump đó thì gần như ông không có cái cơ hội nào để mà hàn gắn lại cái rạn nứt trong nội bộ phe cộng hòa hay đúng hơn là donald trump không thèm đến cái chuyện này không quan tâm đến cái chuyện đó và không có cái dấu hiệu gì để chứng tỏ là donald trump muốn mở rộng cái khối khối ủng hộ khối maga khối nền tảng của mình đó cho nên nhiều phần là sẽ khó lòng lấy được cái khối cử tri cộng hòa không ủng hộ donald trump xuyên qua cái việc mà họ bỏ phiếu ủng hộ cho bà nikki haley ra nói tóm lại, cả hai bên, ông Joe Biden phe Dân Chủ, Donald Trump bên đảng Cộng Hòa đều có những cái khó khăn, đều có những nhược điểm trong kỳ bầu cử Super Tuesday vừa qua, nhưng mà những cái khó khăn của Tổng thống Joe Biden nó có phần dễ khắc phục hơn là những cái khó khăn của ông Donald Trump rất mà khó lòng để mà có thể mà vượt qua được và cái bản tính của Donald Trump nó coi như cũng không có muốn vượt qua những cái điều này và cái đây là một cái dấu hiệu mà nhiều người lo sợ và ngay cả chính bà Nikki Haley bà cũng đã nói trước như vậy rồi trong cái buổi tối uh, thứ ba vừa qua đó khi mà bà tuyên bố cái kết quả thực tế cho thấy là nó rất là là bi quan và bà coi như là quyết định không có còn uh, vận động nữa nhưng mà bà đã không có lên tiếng endorse không có lên tiếng ủng hộ Donald Trump như là những ứng cử viên khác như là trường hợp của Vivek Ramaswamy như là trường hợp của Ron DeSantis sau khi thua ở Iowa đó thì những người này coi như là đã xếp giáo xếp giáp quy hàng ngay lập tức rồi quay sang nghĩa là nịnh bợ Donald Trump bà Nikki Haley đúng như bà nói bà không có tuyên bố ủng hộ donald trump và bà đưa ra cái lời thách thức rằng là donald trump làm sao cần phải lấy lòng cái khối cử tri ủng hộ cho bà để mà từ đó họ sẽ bỏ phiếu cho donald trump chứ bà sẽ không làm cái công việc đó và đó là cái thử thách rất lớn mà người ta không biết rằng là liệu ông donald trump có thể vượt qua hay không những cái dấu hiệu sơ khởi cho thấy đó là dường như Donald Trump hoặc là không chấp nhận cái điều này, hoặc là không thèm làm cái điều này. Cho nên đó mặc dù là Donald Trump khi mà tuyên bố thắng lớn trong ngày Super Tuesday và kêu gọi là mọi cử tri mà ủng hộ cho bà Nikki Haley đó hãy quay về dưới trướng với mình đi để mà chúng ta tạo nên một cái đảng cộng hòa nghĩa là cùng đoàn kết với nhau nhưng mà đồng thời ông lại đưa ra những cái lời lẽ nó mang cái tính chất coi như là trì chết nghĩa là lên án bà Nikki Haley một cách nghĩa là mạnh mẽ gây gắt rồi bà, bà ông nói rằng là bà là một người nghĩa là giận dữ một người cây cú vân vân rồi bà còn nói rằng là Nikki Haley bị đe bẹp, trao này nọ kia thành ra chưa bao giờ chúng ta thấy có một người thắng cử chiến thắng thì đúng hơn mà lại đối xử không có tính cách nghĩa là mã thượng chút nào hết thường thường đó trong một cái cuộc mà gọi là tranh đấu trong nội bộ với nhau một khi mà mình thắng rồi thì mình không có huynh hoang và nhất là cái người thua cuộc đó mà nhất là cái thắng này nó chỉ là một cái thắng tạm bỡ thôi chứ chưa phải là thắng sau cùng cái thắng sau cùng là cái thắng cuộc bầu cử vào ngày vào tháng 11 năm nay còn cái thắng này là thắng trong nội bộ của đảng cộng hòa mà thôi và trước sau gì đó thì cho dù là donald trump thắng lớn trong nội bộ đảng cộng hòa thì ông cũng cần cái số phiếu của những người cử tri cộng hòa bỏ phiếu cho bà haley họ vẫn sẽ không có giận dữ và họ sẽ quay về đối ủng hộ cho ông trump cái đó là cái điều cần thiết nhưng mà Donald Trump không làm cái điều đó lên tiếng chê bai chỉ chiết chỉ trích bà uh, Nikki Haley một cách gay gắt thì làm sao cái điều này có thể khiến cho những cái cử tri ủng hộ bà Nikki Haley sẵn sàng quay về để bỏ phiếu cho Donald Trump cái đó là cái khó khăn rất là lớn đó thưa với anh Nam anh nghĩ cái số phiếu mà đã bầu cho bà Nikki Haley chạy về đâu anh à? Đây là một cái câu hỏi uh, rất lớn, uh, tại vì cái phần mà bà uh, đa số cử tri mà ủng hộ cho bà Nikki Haley là những thành phần nào? Họ là những thành phần cử tri Cộng hòa, nhưng mà họ không có MAGA, họ không có cuồng, họ là những người công nhận cái kết quả bầu cử năm 2020 đó là ông Joe Biden đã thắng một cách hợp pháp họ cũng không có tinh thần gọi là bảo thủ cực đoan lên án những người mà gọi là uh, di dân uh, lậu vân vân. Và cái thành phần đó đó một số trong năm 2020 tức là 4 năm trước đó họ đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Bây giờ liệu họ ở nhà hay là họ quay sang bỏ phiếu cho ông uh, Joe Biden chúng ta không biết được nhưng mà trong hai cái trường hợp đó đó thì cái sự kiện đó nó cũng sẽ gây khó khăn nó làm cho cái triển vọng mà Donald Trump muốn thành công rất là khó khăn tại vì họ chỉ cần ở nhà thôi là Donald Trump đã thua rồi còn mà họ một phần nào mà họ bỏ phiếu cho ông Joe Biden thì Donald Trump không những thảm bại mà ngay cả phe Cộng Hòa cũng thảm bại ở nhiều cái chức vụ mà nghị sĩ hay là dân biểu liên bang luôn xin trở lại với anh Nam ạ à. Theo một số người cho biết, phải suy đoán thôi, trong khi mà tối hôm qua cho tối thứ ba bà Nigali quyết định rời bỏ cái cuộc đua thì câu hỏi đặt ra là số cử tri bà sẽ đi về đâu? Ông Trump cũng muốn lobby để lấy số cử tri này mà họ chờ ý kiến của bà Nigali thì bà trả lời câu rất là hay bà cho là thế hệ trẻ của bà đó thế trẻ cộng hòa không thể bầu cho ông Donald Trump. Nó không khuyến khích ai á, cử tri nào nên đi về phía ông nào. Bởi vì nếu bà đi kêu đi bà khuyến khích về phía dân chủ thì bà gần như bà phản đảng. Bà sẽ bị một số cử tri cực đoan cộng hòa chống ở luôn. Cho nên bà không thể kêu gọi cử tri của đảng dân cộng hòa bỏ cho đảng dân chủ bỏ dân bay đi. Nhưng mà bỏ Donald Trump thì không được bà nói thế hệ của bà đó thế hệ trẻ của bà là không thể bầu cho ông Donald Trump thì chúng ta hiểu như vậy nè không bầu cho Donald Trump thì còn người đối lập duy nhất thì bầu cho ai bà không nói bà im lặng ở chỗ đó nhưng mà understood đó, understood chỗ này là gì ta ngầm hiểu rằng bà chấp nhận quý vị bầu cho, khuyến khích quý vị bầu cho Biden do vậy anh thấy cái cuộc chiến này cái đảng cộng hòa nó nó đang 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 bị nổ ra một cách khéo léo nhưng mà nó, nó, cái, cái cái đã có sự đổ vỡ bên trong nội bộ đảng cộng hòa. Và đó là cái điều mà bà không nói. Bà không nói quý vị nên, nên không bỏ cho ông Trump mà bỏ nên bảo ông nên, nên bỏ cho ông Trump không nên bỏ trong Trump mà quý vị nên bỏ cho ông Biden, bà không nói như vậy nhưng mà nó trẻ trẻ và thì không thể bỏ cho đơn được Cái câu đó phải hiểu under nhiều hơn, hiểu nghĩa bóng nhiều hơn, hiểu người Hà Mỹ nhiều hơn. Cho nên Mai Dạ vâng, trước khi mà chúng tôi tiếp và nó không biết là cái hình ảnh của anh Nam âm thanh thì vẫn còn nghe nhưng mà cái hình ảnh thì là mất rồi đó thưa anh Nam, không biết à, là để tôi đang bấm lộn chỗ nào một chút xíu. <laughs> Vậy là ok. Cái, như, như là chúng tôi nói đó cái thử thách lớn cho uh, cái chiến thắng uh, lớn trong ngày uh, Super Tuesday vừa qua nó cũng không có che đậy được những cái khuyết điểm những cái nhược điểm của cả hai người nhưng mà cái nhược điểm của ông Donald, Donald Trump rất là lớn như là tức là một số các chuyên gia của bên đảng cộng hòa thì họ nói rằng là ồ phần lớn những người mà cử tri cộng hòa bỏ phiếu cho bà haley cuối cùng rồi đó thì họ cũng sẽ ủng hộ cho cái người được đảng đề cử tức là donald trump bởi vì họ có cái truyền thống ủng hộ đảng họ không thể nào bỏ phiếu cho ông joe biden bên phe dân chủ được tuy nhiên bà nikki haley bà nói rằng là ông donald trump phải làm cái nhiệm vụ đó chứ bà sẽ không làm chuyện đó tức là ông phải chứng tỏ là ông lấy được cái lòng uh, tín nhiệm của cử tri này những cử tri này họ không có muốn nhìn thấy bốn cái năm hỗn loạn dưới thời của ông trước đây những cái lời lẽ ông gây ra nghĩa là chia rẽ này kia ông phải chứng tỏ cái điều đó ngoài cái cá tính của ông cái lời nói của ông cũng như là cái chính sách của ông thì đó nó dường như đó không có quan tâm lắm về cái cái thử thách này bởi vì chúng ta thấy như thế nào trước đó Donald Trump còn hâm dọa rằng là tất cả những cái tay nhà giàu nào mà ủng hộ tài chính cho bà Nikki Haley đó ông ta sẽ loại bỏ ra trong cái coi như không có thèm kết thân nữa nếu như ông được đắc cử lại cho lên. rồi như chúng tôi nói ông bắn lên trên cái mạng ông nói rằng bà Haley đó bà bị nghĩa là trouser coi như là bị đè bẹp uh, trong một cái kỷ lục nhân vân trong khi ông lại kêu là những người ủng hộ bà Nikki Haley đó hãy cùng gia nhập trong một cái phong trào ông gọi là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ vân vân cũng là những lời lẽ dối trá như vậy rồi nhiều chuyên gia họ nhìn qua cái kết quả trong cái ngày Super Tuesday vừa qua đó thì họ nói như thế nào họ nói rằng đồng ý là Donald Trump vẫn còn thu hút số đông Uh, cử tri Cộng Hòa so với những ứng cử viên khác từ Nikki Haley cho tới Mike Pence cho tới Ron DeSantis này kia họ thắng rất là dễ dàng nhưng mà tất cả những cái vòng bầu cử sơ bộ vừa qua nó cho thấy điều gì nó có một cái số lượng cử tri Cộng Hòa đó họ muốn bầu một người khác họ muốn lựa chọn một người khác trong vòng bầu cử sơ bộ và mặc dù họ biết rằng là những cái ứng cử viên họ ưa thích đó đó sẽ không thể nào thắng nổi Trump nhưng mà họ vẫn mong muốn người khác chứ không phải là Trump và đó là những người mà ông Trump cần phải lấy lòng tin trước khi họ bước vào phòng phiếu vào cái tháng 11 sắp đến mới là cái cuộc quan trọng và nếu như mà các chuyên gia cho rằng nếu như là từ đây đến tháng 11 mà Donald Trump có một cái chiến dịch vận động tranh cử một cách đứng đắn đưa ra những chiến dịch hay là những cái chủ trương nào để quảng cáo thu hút người ta đó thì may ra người ta có nghe được còn trong khi đó nếu mà donald trump tiếp tục huyên hoang dùng những lời lẽ dối trá chỉ trích người này chỉ trích người kia vân vân như ông ta đã làm trong thời gian qua đó thì nhiều phần là ông sẽ không có lấy lòng được cái khối cử tri mà người ta đã bày tỏ cái sự không đồng tình rồi đó là chúng ta chưa nói đến cái hậu quả của những cái diễn biến về mặt trận pháp lý, những cái vụ mà gọi là xét xử như trong thời gian sắp đến ngày 25 tháng 3 tháng tháng này đó, tức là vài tuần nữa thôi là có một cái cuộc mà xét xử tại thành phố Manhattan ở New York về cái vụ mà truy tố cái cái cáo trạng hình sự đầu tiên về cái chuyện mà Donald Trump đã uh, dùng tiền uh, để mà bịt miệng cô uh, đào phim khiêu dâm Stormy Daniels và ông bị truy tố về cái tội mà dùng uh, khai man lý lịch cạo sửa giấy tờ vân vân thì cái điều đó chúng ta chưa biết hậu quả như thế nào nhưng mà anh nam thấy đó là cho đến nay tất cả những cái phiên tòa mà ra xét xử đó nhất là tòa dân sự Donald Trump đều thua từ thua lớn đến thua nhỏ, thua cái vụ xét xử bà Eugene Carroll đến 83 triệu mà không có đủ tiền mặt để đóng bond. Rồi cái vụ mà thua bà Bộ trưởng Tư pháp Leticia James đến gần nghĩa là 500 triệu Mỹ Kim lẫn. Lấy gì để mà trả đây, không có đóng tiền bond đây. Cho nên những cái đó nó ảnh hưởng đến cái uy tín, đến cái hình ảnh của Donald Trump. Do đó nhiều phần, một lần nữa các chuyên gia họ nói rằng cái khó khăn hiện nay đó cái nhược điểm hiện nay mà đang Trump mới vượt qua nó lớn hơn nhiều cái khó khăn của ông uh, Joe Biden. Và nếu mà chúng ta đi vào chi tiết của kết quả cuộc bầu cử trong vòng Super Tuesday đó thưa anh Nam, bà, ông Joe uh, ông xin lỗi, ông Trump thắng lớn và Nikki Haley tại nhiều cái tiểu bang. Nhưng mà ngay cả ông thắng lớn như vậy đó thì ở những cái vùng ngoài ô, vùng super của dân nhà, nhà giàu, dân trung lưu trở lên, dân có học thức đó thì ông đều thua và Nikki Haley và cái khối này như chúng tôi đã nói nhiều lần cái khối phụ nữ có học thức như vậy đó mà họ tích cực đi tham dự mà anh Nam biết hiện nay cái giới phụ nữ đi bầu đông hơn nam giới cái giới này họ tích cực họ đã không ủng hộ Donald Trump từ năm 2016 và năm 2018 đó họ lần lượt họ lánh xa tất cả những, cử, những ứng cử viên của phe cộng hòa cho nên nó giúp nó nó tạo nên một cái gọi là làn sóng xanh, nó giúp cho phe dân chủ giành được đa số tại Hạ viện. Rồi đến năm 2020 đó thì nó giúp cho Joe Biden thắng cử và phe dân chủ cũng giành được cái đa số tại Thượng viện. Đến năm 2022, người ta nói rằng một làn sóng đỏ nổi lên tại vì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cái đảng mà thua là Đảng Cộng hòa phải thắng lớn để rồi cuối cùng Đảng Cộng hòa không có thắng lớn, còn thua một ghế tại uh, thượng viện mà thắng khiết khao tại hạ viện. Vì sao? Vì cái khối cử tri ở những cái vùng nông thôn, ở vùng suburb đó họ không có ủng hộ Donald Trump Và các ứng cử viên phe uh, uh, Cộng hòa và người ta tin rằng cuộc bầu cử năm nay năm 2024 cái khối phụ nữ này sống ở cái vùng uh, gọi là ngoại ô đó vẫn không có cái dấu hiệu nào mà Donald thu phục được họ đó thì đây là một cái khối rất là quan trọng mà những cuộc bầu cử gần đây đó cho biết ở những cái tiểu bang mà gọi là chiến địa đó cái khối này là cái khối quan trọng cho nên ở tiểu bang Virginia là một tiểu bang chiến địa rồi tiểu bang North Carolina đó Donald Trump đều thắng lớn hết nhưng mà ở những tức là ở Virginia đó thì là Donald Trump thắng bà uh, Harley ấy, trên toàn tiểu bang đó là 28%, 28 điểm. Nhưng mà ở cái vùng mà ở những cái vùng mà gọi là suburb vùng ngoài ô đó thì bà Harley lại dẫn trước Donald Trump gần 2 điểm. Ở, ở North Carolina cũng vậy, Donald Trump thắng lớn 74%, bà Nikki Haley có 23% trên toàn tiểu bang. Nhưng mà ở cái vùng mà Mecklenburg County, tức là nó gồm có hai cái thành phố lớn là thành phố Charlotte và ngoại ô đó thì Donald Trump hơn bà Nikki Haley có 7 điểm thôi, 7% mà thôi rồi ở những cái thành phố khác như là ở uh, thuộc uh, Durham, Orange, Wake County đó là nơi có nhiều cái giới mà có học uh, thuộc thành phần Trung lưu đó thì Donald Trump cũng không có dẫn trước bà Nikki Haley rất nhiều Điều này là nó nói lên gì? Là phe dân chủ đó họ hy vọng rằng trong cuộc bầu cử tháng 11 đó mà North Carolina là một cái tiểu bang ngang ngửa khít khao họ có thể lấy được cái phiếu khối này đó và nó sẽ giúp cho Joe Biden thắng dễ dàng trước Donald Trump. Thành ra đây là một cái khó khăn rất lớn. Người ta nhận định ra một cái không sai là Donald Trump không có nới rộng được cái khối mà ủng hộ mình ngoài cái thành phần MAGA mà thôi. Rồi hết cuộc thăm dò dân ý của những người rời khỏi phòng phiếu đều cho thấy rằng đó là Donald Trump chỉ thu hút được cái thành mà cử tri cực đoan mà thôi, cái thành phần MAGA mà thôi. Điển hình tại à, à, tiểu bang à, Minnesota, Donald Trump cũng thắng bà Haley đến hơn 40%. Nhưng mà ở những cái vùng county Hennepin và Ramsey đó, trong đó có những thành phố lớn như là Minneapolis, như là Saint Paul thì Donald Trump chỉ hơn bà Nikki Haley có 10 điểm mà thôi và đây chính là cái điều đó mà người ta lo ngại nhất và người ta nhìn thấy rằng là cái uh, kết quả của cái ngày Super Tuesday nó không khác gì kết quả tại tiểu bang New Hampshire tại tiểu bang South Carolina trước đó và nếu mà người ta đi vô chi tiết nữa thì người ta thấy là so sánh với cử tri đó thì những cái đề tài tại sao mà cử tri họ không thích Donald Trump có hai cái thứ nhất là về vấn đề mà gọi là à, à, bảo vệ quyền phá thai cái đề tài này là cái đề tài khiến cho đảng Cộng Hòa đã gặp thất bại lớn kể từ sau cái phán quyết năm ngoái coi như là đảo ngược cái án lệ Roe vs Wade cái thứ hai cái lời đối dối của Donald Trump về cuộc bầu cử gian lệnh năm 2020 đó, cái đó nó làm cho người ta Thấy rằng là nếu như mà Donald Trump tiếp tục khai thác cái đề tài này đó thì sẽ không lấy lòng, lấy được cái phiếu của cái khối cử tri phụ nữ mà chiếm đa số đang ở sống cái vùng ngoài ô. Và cái thành phần này đó có thể nó sẽ đem lại cái chiến thắng khít khao tại vì nó ở những cái tiểu bang gọi là khít khao ngang ngửa như vậy. Xin uh, trở lại với lại anh uh, Nam ạ. À. Mấy hôm nay đó, hồi chiều nay tôi rất là thích nghe cái bài ông Joe Biden. Bởi vì theo quảng cáo trước đó, thì ông sẽ dành bài diễn văn tình trạng liên bang này nè. Ông sẽ nói trong vấn đề bầu cử. Một phần lớn của bài diễn văn tình trạng liên bang sẽ nói về bầu cử. Và ông đưa ra một biển tượng là nếu mà cơm thắng thì nước Mỹ tai họa. Một tai họa lớn cho nước Mỹ và này dân chủ nói chung. Thì trong lúc mà chúng tôi đang coi đó thì hôm nay bởi bị tại bị khách nhiều quá cho nên coi nó cái chập chà chập trần tối nữa phải coi lại thì đậu nuôi thì mới có hậu có thể nói chuyện quý vị nhưng mà đối với tôi, tôi sợ gì tôi nói điều này ra là sao bởi vì ông Biden cho rằng cái bài diễn văn hôm nay rất là quan trọng ông tập trung vào kinh tế đó giải quyết vấn đề gì đánh thuế cao cho các xí nghiệp tại công ty và giảm thuế cho thành phần trung lưu và bằng lao động đó là một đoàn tương đối khá ăn sự cần câu phiếu cũng sẽ rất là nhiều cái thứ hai nữa ông giải quyết một số vấn đề căn bản nền kinh tế mỹ và ông nhảy vào điều gì sẽ đụng đầu với ông Donald Trump thì ông đụng đầu như thế nào và ông điều chỉnh để điều chỉnh hướng đi của ông Biden trong thời gian tới tôi biết rằng hiện nay ông Biden theo một số cuộc thăm dò mới nhất ở New York nữa thì ông Biden thua ông Trump tới 5 điểm. Và chúng ta chỉ cần trừ khoảng 3% ra. Vì cuộc bầu thăm dò này. Nó dưới 1.000 người. Thì cái mức độ sai biệt khoảng 3%. Thì trừ 3% ra. Thì ông ấy thua khoảng từ 1 đến 2%. Điều đó nó khiến cho đảng Dân Chủ có báo độc. Là có thể. Trump sẽ vượt qua ông Biden. Do vậy. Ông Biden lấy bài diễn văn của chị hôm nay. Để làm nền tảng để đưa nước Mỹ cái vision ông tầm nhìn vào năm 2 của ông năm hai nhiệm kỳ hai này là cái gì sau cái nền kinh tế vững mạnh đời sống ổn định chỗ đứng trên thế giới ổn định tất cả mọi thứ ổn định thì ông quay đi thuyết phục cho ông thêm một nhiệm kỳ nữa để ông thực hiện cái điều gì cho nhiệm kỳ hai rất tiếc là chúng tôi và anh Mai Long anh Tuấn cũng vì bận việc cho nên chúng tôi chưa xem đầy đủ tối nay xem lại và cái này ngày mai ngày mốt từ đến cuối tuần chúng tôi sẽ phối hợp một số anh em mình nói về cái bài diễn văn th thông điệp liên bang của ông 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 Biden nhưng mà trong lúc đó thì ông Biden vẫn trầm tĩnh để mà tìm cách giải quyết cái vấn đề suy sụp hiện nay trong lúc đó thì chúng ta biết rằng ông Trump ông rất là hảo thắng chiều nay chúng tôi đọc bản tin là gì sau khi bà Nikki Haley tuyên bố là rời bỏ cuộc đua thì ông Trump một phần là dụ dỗ ưu tri của bà Nikali đã về phía mình. Thứ hai là cách đấu của ông Biden sẵn sàng tranh luận bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, trên trời, dưới biển, truyền hình dưới đất gì cũng làm hết. bởi sự chứng nhận của một cái cơ quan mà phụ trách tranh luận của toàn quốc thì có thể ông đưa ra hai đường thì cho hai tổ chức khác nhau. Thì bên phía ông Biden từ chối, các công nhân của ông Biden từ chối. Lý do là sao? à, không muốn tranh luận trong lúc, lúc, lúc này thì ông Biden nói câu rất nặng dù không tranh luận nói việc mà chọn ông Trump cho, những người tới thì coi như lòng tai họa đến nước Mỹ bây giờ quý vị có nghĩ quý vị dám chọn người mà bây giờ còn ngông ngang á muốn đưa phát xít Đức trở lại không <laughs> quý vị có dám đưa phát xít nước trời trở lại không và ông ông trung hà mỹ như vậy quý vị muốn lập lại một cái, cái, đế chế có nhà vua và không bây giờ thời hạn bốn năm hay tám năm hay gì đó là tôi cai trị vĩnh viện lúc chết thôi quý vị muốn lập như vậy không quý vị muốn cho nước mỹ bị ráng gián đoàn ngoại giao cách ly ngoại giao với châu âu với các đồng minh cổ truyền của mình và nước mỹ chơi với nga chơi với Bắc hàng chơi với Q3 không. Tối hôm qua tôi đọc bài báo nó dài tới 7 trang, tôi đọc mệt mỏi. Tôi nói để tôi chuyển cho anh Mùi, tôi lấy cái đề tài để nói về ngày thứ bảy Thì tôi đọc xong á, thì tôi thấy nó kinh quá. Cái bài báo nó biết là toàn bộ những cái điều tệ hại ông trâm nhất trong suốt thời gian ông bước vào con đường chính trị đến giờ này. Tôi cho trong lịch sử tôi chưa đọc cái bài nào mà nó liệt kê đầy đủ như vậy. hết. Và khi quý vị đọc xong á, thú thật nếu ông ta làm tổng thống á thì run thật trong chơi run thật trong vai vai chơi bởi vì cái nước mỹ xây dựng mấy trăm năm á thì qua ông Donald Trump là hủy diệt toàn bộ cái nền dân chủ kết thúc vừa một nền dân chủ chúng ta từng biết ông làm được không làm chuyện khác nhưng mà người ta tụi có cái tầm cỡ một quậy ông Trump quậy trong nhiệm kỳ hai này nếu có đó thì nó tàn khốc lắm nhiệm kỳ một mới lên thôi mà ông vội cho Âu nát bét rồi, cho muốn tách ra khỏi mà mà các ai là xua quân của thằng nga đánh vào NATO các đồng binh NATO mình đâu, không? không không thể nào có một người ăn nói mà mà cho nên tôi đọc cái bài nói chuyện của ông, ông tổng thống Pháp và một số vị lãnh đạo châu Âu phải lắc đầu, họ lắc đầu, họ nhìn thấy Châu Âu thời kỳ của châu Âu với thời kỳ của ông Trump làm tổng thống nước Mỹ đó, là bộ châu Âu chỉ có con đường là tách ra khỏi nước Mỹ thôi. và họ đã be ready cho cái be plan kế hoạch B là châu Âu tồn tại độc lập với 33 quốc gia của mình không có Mỹ anh thấy như, như vậy kinh khủng chưa làm tổng thống đe dọa đã lung tung và thiên hạ đã kinh tởm rồi thì ông làm tổng thống sẽ như thế nào nữa do vậy ông Biden có nói một câu này nếu ông Trump đắc cử làm nổi kinh hoàng cho nước Mỹ và thế giới và kết thúc một chế độ dân chủ mà chúng ta từng biết còn chuyện bầu không thì giáo quý vị quý vị thích một người một nhà vua độc tài gấu phơi không? không, không, không ai kèm quý, vị nhưng mà nếu chúng ta còn một chút tình thương của người dân chủ về tự do đặc biệt là người Việt Nam tị nạn người Việt Nam chạy đến Mỹ vượt qua kết chóc vượt qua độc tài vượt qua độc tài cộng sản vừa qua chết chốc phơi thi trên biển nói khác trên biển đến Mỹ để tìm tự do và bây giờ lẽ là chúng ta để bỏ cái tự cái tự do và chúng ta đi ủng hộ một tên độc tài thì để tôi để tôi sẽ chuyển nếu, nếu tôi còn cái lá thư đó tôi còn cái bài viết đó tôi chuyển cho Mai Loan đọc Mai Loan đọc xong thể kinh khiếp luôn tôi chưa thấy có người nào có thể tổng kết trong từung trâm một cách đầy đủ như vậy trong bài bài viết đó kinh khiếp quá. Mày anh. Vâng. À, để mà bổ túc với là cái điều anh Nam nói về vấn đề mà gọi là uh, ông Biden cần uh, ông ông Trump muốn uh, uh, debate với lời ông Joe Biden đó thưa với anh Nam. Ừ. Uh, tụ, cái hình ảnh của anh cũng là bị mất rồi. Không biết là bị uh, bấm cái nút nào mà nó lại uh, biến mất lên trên màn hình này. Đang, Nó Nâng nghe là... rất là rõ vậy. Dạ Vâng thì bây giờ nó như vậy là thưa anh Nam uh, trong vấn đề mà khi mà ra một tranh cử đó mà có hai hai ứng cử viên mà một người đó là muốn debate mà cái người kia lại không muốn người kia coi như không có thèm đó thì anh Nam biết rồi cái người mà muốn debate đó là cái người đang ở cái thế kèo dưới cái người không thèm debate đó là cái người đang ở trên cái kèo trên mình đang ở trên rồi tội gì mình đi bếp mình tranh luận đi mình chẳng được lợi gì hết mình mà có nói thắng cái đối thủ đó mình cũng chẳng lợi gì hết nhưng mà nếu mình nói hớ cái gì đó thì mình có thể bị tụt xuống còn cái người ở kèo dưới đó thì họ cần có đi bếp họ tranh luận đấy anh chị để họ tấn công đối phương biết đâu đó là một cái lời tấn công nào đó nó làm cho đối phương lúng túng đó, thì tự nhiên qua ngày hôm sau mình nổi tiếng cho nên anh nam thấy đó trong tất cả những cái cuộc bầu cử tại hoa kỳ đó khi mà một cái người mới ra tranh với là cái người mà đương quyền tức là ra tranh cử với một người nghị, nghị sĩ đương quyền danh biểu đương quyền hay là thống đốc đương quyền đó cái người mà incumbent đó không bao giờ thèm debate hết đó còn cái người challenger thì ra ra đòi cho bằng được thì bây giờ đó ông Joe Biden ông là incumbent ông Donald Trump đang ở cái kèo dưới cho nên ông muốn tranh luận ông nghĩ rằng tranh luận ông sẽ chỉ trích ông Joe Biden ông Joe Biden sẽ nói hớ sẽ nói cái lập bập quên trước quên sau vân vân thí dụ như vậy đó là cái suy nghĩ của Donald Trump mà bên phía ông Donald Trump ông phía ông Joe Biden không cần thì bây giờ anh Nam nhìn ngược lại đó trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa từ lúc đầu rồi, từ hồi tháng 8, năm ngoái, tháng 9, năm ngoái, Donald Trump đã nói với lại cái ủy ban uh, của bên đảng Cộng hòa trung là tôi không có thèm tham dự mấy cái debate, mấy ông muốn làm gì làm, tôi không có thèm. Tức là Donald Trump xem thường cái trung ương đảng của Cộng hòa để cho mấy cái tay kia từ Mike Pence đến Vivek Ramaswamy, Nikki Haley, Tim Scott, Donald Sen tranh luận cho đã. Donald Trump không thèm, Donald Trump đi vận động khắp nơi. Cuối cùng làm sao? Donald Trump vẫn được cái đám cử tri Cộng hòa nó ủng hộ hơn tròn không trong những cái tay debate kia nó đòi Donald Trump tranh luận để mà nó có thể tấn công Donald Trump được. Cho nên Donald Trump ở cái kèo trên không có thêm. Thì bây giờ ngược lại khi mà rời khỏi cái vòng sơ bộ đảng Cộng Hòa Donald Trump muốn tranh luận với lại ông, ông, ông Joe Biden đó, thì rõ ràng là nó nói lên là Donald Trump đang ở cái thế yếu, đang ở cái kèo dưới muốn tranh luận như vậy để có cơ hội mà vươn lên để tấn công. Nhưng mà chúng ta biết đó, muốn mà tranh luận đàng hoàng á thì phải có người kiểm soát Donald Trump. Chúng ta nhớ lại, anh Nam nhớ là cái cuộc tranh luận năm 2020 không? Cái ông Wallace là người điều hợp đó. Donald Trump bất chấp quy luật, tức là không cho nói và thâm cũng nói. Người mà điều hợp chương trình đang nói cái gì đó, Donald Trump cướp lời luôn. Ông Joe Biden nói cướp lời luôn. Donald Trump coi như không có thèm tuân thủ theo những cái quy luật như vậy đó. Thì đó là một cái hình thức mà cần phải có cái người nghĩa là giữ cái kỷ luật, nghĩa là nếu cần thì khóa mỏm Donald Trump khi mà hắn ta vi phạm vào những cái luật lệ như vậy chứ không có phải để là một cái một cái tranh luận nhưng mà một cái diễn đàn để Donald Trump muốn nói gì thì nói chúng ta thấy rồi ở các phiên tòa xét xử đó Donald Trump đã hành xử như vậy rồi thay vì phải ngồi im khi mà quan tòa hay là các luật sư bên kia họ nói gì đó Donald Trump cứ nói văn mạng luôn và cái điều này đó có thể nó làm cho cái khối cử tri cuồng râm ngu dốt nghĩ rằng là thiên sứ của mình đang nghĩa là anh nói nghĩa là 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 hùng hồn lắm nhưng mà về mặt luật pháp á, nó làm cho Donald Trump lãnh từ cái thất bại này đến cái thất bại khác cho nên anh Nam thấy đó trong cái vụ Eugene Carroll tại vì đó nó tâm hùng hổ tại tòa xem thường luật pháp cho nên các bồi thẩm viên các những người trong bồi thẩm đoàn đó họ quyết định trừng phạt Donald Trump cái số tiền bồi thường cho bà Eugene Carroll mười mấy hai chục triệu cộng thêm 65 triệu là cái tiền gọi là punitive damage cái thiệt hại để mà răn đe để mà trừng phạt đó cho nên nó mới lên xính con số nghĩa là 83 triệu chấm ba trong cái vụ mà kiện dân sự ở New York đó thì Donald Trump cũng xem thường cái ông tòa Angoron còn viết bài chỉ trích cái người phụ tá của ông tòa này nó cho nên cuối cùng ông tòa này là người quyết định ông mới đưa ra cái bản án nghĩa là 340 mấy triệu cộng thêm với lời 99 triệu là cái tiền lời tiền phạt từ năm 2019 cho nên nó cần lên là, là, là 400 gần 450 mấy 460 triệu cho nên Donald Trump đó có cái 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 thói quen ăn nói hỗn hào không có tôn ti trật tự không có gì hết cứ muốn nói gì thì nói cho nên cái hành động đó đó Donald là tâm nghĩ rằng là mình sẽ coi như là hớp hồn những cái đám cử chi nhẹ dạ tin rồi mày nhưng mà đứng về mặt luật pháp đứng trước những người có, có 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 có, uy tín đó thì họ sẽ không để cho Donald Trump nói năng hùng hồn như vậy. Rồi bây giờ Uh, một cái điều mà hồi nãy Nam nói cũng rất là, là 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 lý thú để mà phân tích xuyên qua cái cuộc thăm dò dân ý một cái cuộc thăm dò dân ý mới nhất của um, tờ New York Times và Đại học uh, Siena College tức là một cuộc thăm dò rất là đà, đàng hoàng nghiêm túc chứ không phải là đưa ra những câu hỏi có tính cách thiên vị v.v. thì nó cho thấy cái gọi là cái tỷ lệ ủng hộ của Donald Trump nó hơn ông Joe Biden một vài điểm rồi cái cuộc thăm dò này nó nói cái điều gì thưa anh Nam? Nó nói rằng là 97% những cái người mà cử tri bỏ phiếu cho Donald Trump trong năm 2020 đó 97% những người đó đó họ nói rằng là tôi sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ cho Donald Trump kỳ này. Còn trong số những cái cử tri mà ủng hộ cho ông Joe Biden năm 2020 đó thì có 83% mà thôi họ họ nói là họ sẽ ủng hộ. Cho nên dựa theo cái điều đó đó thì người ta nói là thấy chưa? Đó nó thu hút được cái khối cử tri Cộng hòa ủng hộ mình mạnh mẽ trong khi ông Joe Biden chỉ thu hút được có 83% mà thôi. Nhưng mà khi mà kết quả bầu đó là cuộc thăm dò dân ý khi người ta hỏi là như vậy, nhưng mà khi mà kết quả thăm dò cái, cái, kết quả bầu cử thật sự đó khi mà người ta đi bỏ phiếu đó thì anh Nam thấy cái gì? Anh Nam thấy là ở những cái vùng mà Donald Trump về đầu đó thắng bà Haley đó thì ông ta chỉ được có sáu mươi mấy phần trăm bảy mươi phần trăm kia trong khi bà Hali đó vẫn được nghĩa là từ hai mươi mấy phần trăm đến ba mươi phần trăm bốn mươi phần trăm trong khi đó thì ông Joe Biden được cái tỷ lệ coi như là tám mươi mấy phần trăm chín mươi phần trăm tức là cử tri dân chủ đó họ vẫn siêng năng đi đến vào phòng phiếu để mà bỏ phiếu cho ông Joe Biden và cái đó mới là cái điều quan trọng Tại vì anh thua cái cử tri họ có chịu khó đi đến phòng phiếu hay không Còn cái gọi là thăm dò dân ý Khi mà người ta hỏi ý kiến Thì người ta muốn nói thì thì nói Và đừng có nên lấy cái đó Để rồi suy ra rằng là hiện nay Là cái tỷ lệ cái người ủng hộ cho Joe Biden Nó thấp hơn là tỷ lệ ủng hộ cho Donald Trump Đó là cái, cái chuyện đó như vậy rồi không biết anh Nam có để ý một chuyện không? là cái gọi là về thành tích của ông ông Joe Biden đó, trong cái buổi đọc cái bài diễn văn hiện giờ bây giờ gọi là thông điệp liên bang ông không cần phải khoe khoang nữa tại vì cái 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 dịp mà đọc thông điệp liên bang đó là một cái vị tổng thống đưa ra cái hướng đi trong cái năm sắp tới và đây là cái bài diễn văn cuối cùng của ông trong cái nhiệm kỳ 4 năm này cái thành quả của ông Joe Biden trong thời gian qua đó coi như phục hồi lại nền kinh tế sau cơn đại dịch. Người ta đã thấy rõ rồi, lạm phát giảm xuống, không còn ai nói chuyện mà tăng giá hay là tăng giá xăng. Mức tăng trưởng kinh tế nó rất là khởi sắc, không hề có cái gì gọi là recession, nó là suy thoái rồi cái tỷ lệ thất nghiệp đó cũng ở cái mức nghĩa là ba chấm mấy phần trăm trong nghĩa là cả năm trời dài như vậy một điều chưa bao giờ có hết nhưng mà cái lạ như vậy nè thưa anh nam cái thành quả kinh tế như vậy đó hầu hết các chuyên gia tất cả kinh tế gia đều nói rằng là cái điều đó không thể phủ nhận một cái một cái thành quả gần như là rất là ngoạn mục chưa bao giờ có một vị tổng thống như là ông Joe Biden đang trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn khi mà bị phe Cộng hòa phá cho bằng được á, thượng viện cũng như hạ viện. Nhưng mà đã giúp lèo lái nước Mỹ vượt qua cái cái gọi là cái phục hồi kinh tế của nước Mỹ đó, nó khá hơn tất cả những nước khác, khá hơn tất cả cái nước trong khối G7, nó khá hơn cả nước Trung cộng, nó khá hơn nước Nhật, khá một cách rất là tuyệt vời như vậy. Nhưng mà người dân người ta lại không, người dân Mỹ đó họ không có cái cảm nhận như vậy họ vẫn nói rằng họ nhớ những hình ảnh là cách đây một năm trời năm 2022 cái giá xăng nó lên cao họ cứ nói như vậy thôi rồi những cái nhà báo đó mà gọi là cuồng râm cứ tiếp tục lập đi lập lại cái kiểu đó nhiều khi cũng hơi một cách hơi dối trá chẳng hạn như trường hợp với ông nhà báo Nguyễn Văn Khanh lúc nào cũng chỉ nói là giá xăng tăng cao thế này thế nọ người bạn cũng tôi đi ngày xưa đi đầy mua một cái xe hàng nó chỉ có 100 đồng bây giờ mua đến 200 đồng cũng chưa được đầy xe toàn là những chuyện dối trá mà núp dưới cái chiêu bài gọi là những người bạn tôi thế này thế này mà không cho người ta biết người bạn đó là người nào có thật sự hay không hay là mình dựng chuyện lên thôi Thì tất cả những cái điểm đó nó tạo cho người ta có cảm tưởng như rằng là dưới thời của ông Joe Biden cái tình hình kinh tế nó tệ hơn nhưng mà trong thực tế nó hoàn toàn ngược lại cho nên chúng ta thấy một bên là cái tình hình kinh tế nó, nó thật sự nó tốt đẹp một bên là cái cảm nhận của cái người dân đó họ không có nhìn thấy cái chuyện đó thì bây giờ vấn đề là một cái cụ thể như vậy này, nó nằm là ừ. chính quyền Biden nó họ đưa ra những cái biện pháp cụ thể rất là ảnh hưởng tốt đẹp cho người dân nhưng mà giới truyền thông nó không có thèm khai thác đến tại vì nó thấy bình thường quá, nó khai thác những cái đề tài dịch gân này nọ kia điển hình là như thế nào Chứ hạn như cái quy định mới nhất là chính quyền Biden đó, họ nói rằng là họ đưa ra cái chiến lược cái, cái, cái cái họ đang tu bổ để đưa ra một chính sách mới họ bắt những cái ngân hàng ngân hàng mà cấp thẻ uh, tín dụng tức là cấp thẻ credit card đó từ nay quý vị không có được bắt người ta đóng cái tiền phạt mà khi trả trễ quá cao hiện thời bây giờ đó có khi là 25, 30 đồng, 40 đồng cái cái trung bình đó, tiền phạt đóng anh nam đóng trễ chỉ trễ một giờ đồng hồ thôi quá cái hạn đó là anh phải trả thêm 35 đồng hay gì đó. Vì cái giá trung bình là 32 đồng. Bây giờ chính sách của ông Joe Biden nói rằng là không, quý vị chỉ được tính lời tối đa là 8 đồng mà thôi. Bởi vì sao? Với cái tiền lời mà gọi là trả trễ như vậy đó, các ngân hàng trong năm họ lời thêm được 25 tỷ Mỹ Kim. Nó, nó quá phí phạm đi. Và nếu cái này giảm xuống đó thì rất rất nhiều những người Mỹ Tại vì có một cái số lượng hơn, nghĩa là ít nhất là cả trăm triệu người Mỹ là mỗi mỗi tháng đó cái tiền cái credit card họ đó họ có cái 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 tiền thiếu cho nên họ cứ phải trả tiền lời và khi mà họ không có trả đủ như vậy thì họ dễ bị trả trễ lắm và mỗi lần trả trễ như vậy đó họ bị phạt th thêm nghĩa là ba bốn chục đồng nó rất là oan uổng như vậy và cái chính sách của tổng thống Joe Biden nó, nó giúp cho người dân rất là thiết thực nó giúp cho cái khối dân Mỹ mà mang thẻ credit card đó mỗi năm có thể save được, có thể tiết kiệm được, có thể để dành được khoảng 10 tỷ Mỹ kim. Nhưng mà báo giới họ không nói đến, người dân họ nghĩ bụng cái chuyện nó không có bình thường, không có hấp dẫn rằng cái chuyện mà kết quả bầu cử vòng sơ bộ ai thắng hay thua. Rồi chính quyền Biden đó, họ cũng nói việc mới đây họ lập ra một cái gọi là cái lực lượng đặc nhiệm để họ tìm coi những cái công ty nào mà làm ăn mà tăng giá. Tức là anh Nam biết là sau cái kỳ đại dịch đó, khi mà cái chuỗi cung ứng đó, nó bị đình trệ, cho nên cái việc sản xuất đó nó khó khăn, cái chi phí nó tăng cao, các công ty đó họ tăng cái giá lên. Họ nói, ờ, vì đại dịch nó như vậy. Bây giờ cái chuỗi cung ứng đó, nó được fix rồi, nó được nghĩa là là sửa sang tốt đẹp hoặc bình, bình thường rồi, thì cái chi phí nó giảm xuống. Nhưng mà các công ty mà sản xuất đó, họ không có thêm giảm giá xuống. Họ cứ tiếp tục giữ cái giá cũ như vậy để mà hưởng lợi. Cho nên cái chính sách của chính quyền Joe Biden đó thì họ nói rằng là bây giờ nó họ nói với các cơ quan liên bang đó chia sẻ những cái thông tin để mà giúp coi coi là truy lùng coi những cái công ty nào làm ăn cái kiểu mà hám lợi như vậy đó thì họ sẽ trừng phạt để mà đem lại cái nguồn lợi cho người dân nhưng mà nhưng, mà giới truyền thông họ họ thấy cái đề tài này nó không có hấp dẫn họ không có tường thuật và người dân người ta không có biết không có để ý đến cái chuyện đó cho nên một mặt đó thì chính quyền lo rất rất nhiều trong khi đó thì người dân lại không có chú ý đến những cái lời nói của Donald Trump. Những cái lời nói của Donald Trump nhằm cái tính cách gọi là tấn công vào nền thể chế tự do dân chủ. Tức là chẳng hạn như là Donald Trump nói rằng là tôi mà lên đắc cử tổng thống đó, tôi sẽ truy lùng nghĩa là hàng triệu người dân gọi là dân di dân di dân lậu tôi đưa vào những tại trại tập trung khổng lồ rồi tôi trục xuất rồi nước sẽ có một cái cuộc mà là trục xuất vĩ đại chưa từng thấy trong lịch sử rồi Donald Trump nói rằng tôi sẽ chưng dụng cảnh sát địa phương cho họ có đặc quyền, cho họ nghĩa là không có bị truy tố gì hết đó để mà đi tóm cổ tất cả những gì dân lậu nhốt vào trong những cái trại giam khổng lồ như vậy. Như vậy là một cái thức cha đạp dân chủ. Cái ai mà ở Mỹ lâu năm rồi thì biết đó, anh Nam cũng biết đó, cảnh sát địa phương họ làm cái nhiệm vụ chiến là gì? giữ gìn trật tự an ninh công cộng ở cái địa phương của mình chứ không có phải đi hỏi những người dân bị chặn lại đó anh có thẻ xanh hay không anh có quốc tịch hay không cái tình trạng lý luận không phải là cái chuyện đó cái đó là của nhân viên công lực mà liên bang đặc trách về vấn đề di trú là một thứ hai cảnh sát địa phương không phải là muốn làm gì là làm. Cảnh sát địa phương cũng phải tuân thủ theo pháp luật. Tức là có trận bắt hỏi giấy tờ đó, cũng không có được làm dụng quyền. Nếu không nó thì cũng sẽ bị truy tố ra tòa. Cho nên chúng anh Nam thấy là ở nước Mỹ đó cảnh sát phải đeo cái camera trên người để làm chi? Để sau này có chuyện gì xảy ra đó người ta có thể chứng minh là cái anh cảnh sát này làm quyền hay không. Còn cảnh sát ở những nước độc tài đó thì nó là công cụ của chế độ. Nhưng mà Donald Trump đó, thì muốn dùng cái lực lượng cảnh sát để phục vụ cho cái 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 nhu cầu của mình cho nên trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên đài Newsmax khi mà phóng viên đài Newsmax hỏi là ông có nghĩa là sẽ áp dụng cái việc mà trục xuất những người đó không đó anh anh Nam biết đó nó thấm trả lời sao ừ. Ô, chắc chắn rồi ngay từ ngày đầu tiên tôi mới làm tôi mà đắc cử nó tôi tôi làm cái chuyện đó liền cho nên chúng ta thấy người dân Mỹ đó khi mà không để ý chuyện đó, họ không để những cái lời lẽ của Donald Trump nó mang cái tính chất mà đem nó 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 làm hủy hoại cái thể chế dân chủ lâu đời mà nó có thể nó khiến cho cái cuộc sống của nước Mỹ đó đi vào cái con đường nghĩa là 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 khó khó khăn hơn nữa. Chưa kể là cái chuyện mà lời lẽ của Donald Trump nó gây xáo trộn trên chính trường quốc tế. Cho nên một khi mà chúng ta giải thích cho người dân Mỹ hiểu rõ những cái lời lẽ của Donald Trump đang nói hiện nay mang tính chất mà mà gọi là giống như là nó theo phát xít rồi nó theo Hitler rồi rồi nó cổ động cho uh, uh, Nga đó sẵn sàng tấn công những nước đồng minh trong liên hiệp uh, khối NATO đến với những cái lời lẽ đó rất là nguy hiểm mà người dân Mỹ không để ý. cho nên khi mà chúng ta nói cho họ biết đó thì lúc đó cái tỷ lệ mà ủng hộ cho Donald Trump nó mới tụt xuống là như vậy cho nên trong cái giai đoạn hiện nay đó những người làm trong ngành truyền thông thì cái đó bổn phận chúng ta phải làm rồi, nhưng mà mỗi người dân chúng ta đó phải ý thức cái điều này tìm hiểu cái điều này, nói cho bạn bè mình biết là những cái điều đó đó nói rằng là đây nè, bằng chứng thành quả của chính quyền Joe Biden đang làm những cái điều này nè, đem lại cái phúc lợi cụ thể nè, bếp bên kia là tên Donald Trump chuyên môn đưa ra những lời lẽ hâm he, rồi nói rằng là tôi sẵn sàng độc tài ngay từ ngày đầu tiên. Chỉ còn... Những cái đó không phải là chuyện đua, những cái đó là nó nói lên cái não trạng của một cái lãnh tụ nghĩa là càng ngày càng điên cuồng và nếu cho hắn ta có thêm cái quyền lực một lần nữa thì nó sẽ đẩy nước Mỹ đi vào một cái cái, cái thời kỳ gọi là đen tối hơn nữa. Xin trở lại với anh Nam. <laughs> tôi vừa lúc anh nói thì tôi tranh thủ tôi đọc những cái phản ứng khác nhau của một số bài diễn văn thông điệp liên bang của ông Biden vừa xong thì bây giờ các chính khách các chính trị gia coi thử họ nhận định như thế nào thì ông Trump ông chê cái bài diễn văn của ông Biden rất là dữ dằn quá chê chê quá trời luôn thì ngày, có thể ngày tối nay chúng tôi sẽ tổng kết lại và thứ sáu và thứ bảy chúng tôi sẽ điểm qua những cái ý kiến của các bên như thế nào như vậy chúng ta sẽ bước vào cái nhiệm kỳ 2 của ông Biden hay nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump bộ hai ông thì bước vào nhiệm kỳ 2 hết thì đọc giả chúng ta cứ đi chọn ai tuy nhiên bây giờ chúng ta chọn ai trước khi chọn ai chúng ta phải coi thử cái quan điểm của từng người nó như thế nào thì mình mới biết cái đường nào mà chọn thì ông Trump ông chê ông Biden quá và trong khi đó thì rất là đông đảng hòa các mặt tại chỗ đó dự cái công điệp liên bang đó. thì họ khóa cái idea của ông Biden là việc tăng thuế cho giới 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 doanh gia với nhà giàu giới suy nghiệp thì họ, họ rất thích cái đó thì tôi không thấy một cái người cộng hòa nào đứng ra cho đến vụ này mà chê tặng mạc cái bài diễn văn của ông Biden chỉ có ông Trump thì chê tặng mạc thôi mà ông, ông, Trump thì ông ghét ai thì ông chê thầm thảm thiết lắm nhưng mà khi ông năng bay thì năng bi người nào thì ông năng bi cũng ác chiến lắm <laughs> ví dụ ông thắng tại tại ông thắng được vụ xử thượng viện vừa qua đó thì ông năng bi thường vi thượng viện đến mức độ kinh hoàng tôi nghĩ ông trong mình chê và năng bi ông cả hai ông đều cực giỏi không thích thì tôi chê tới số mà thích thì tôi khen tới số ừ nó 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 như vậy đó, nam như là hồi nãy nam vừa mới nói đó một trong những cái điều mà uh, liên quan đến ảnh hưởng thiết thực của um, đời sống của người dân đó năm 2017 khi mà ông trump làm tổng thống đó thì ông và phe cộng hòa họ thông qua được một cái đạo luật uh, cắt giảm thuế cho ai cho giới nhà giàu với lại cho các uh, đại công ty đó thay vì đóng cái thuế suất cao đóng thấp xuống như vậy đó và cái đó nó làm cho cái gì hậu quả là sao nó làm cho cái nước Mỹ bị thất thu, tại vì cái số thuế mà mình không mình giảm bớt đó thì những công ty đó nó đó không đóng, Mà ngay cả chính bà Nikki Haley bà cũng nói luôn là bốn năm cầm quyền của Donald Trump đó, nó làm cho cái mức nợ Hoa Kỳ nước Mỹ nợ thêm đó, nó thâm thủng thêm đó, đến bà nói là như là 8 trillion tức là 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 tám ngàn tỷ Mỹ kim bà Nikki Haley nói cái chuyện đó chứ không phải là là những nhà báo bên, bên phía dân chủ Vậy nên là tại vì sao cái giới nhà giàu các đại công ty đó nó làm ăn nhiều thì nó phải đóng thuế nhiều hơn mặc dù là nhiều người đó hay biện minh ô cái lối mà gọi bắt nhà giàu đóng tiền đó, là một cái cuộc mà gọi là đấu tranh giai cấp này kia uh, nhân dân người nghèo bắt không từ, từ lúc mà có cái chính sách mà thuế khóa đó anh Nam biết rồi đó là người ta tính thuế đó không phải trên một cái cái thuế suất ngang bằng nhau, nó phải đi theo cái tính chất mà gọi là là lũy tiến. Tức là anh càng giàu đó thì anh phải càng đóng thuế nhiều hơn những người khác. Lý do là vì sao? Là tại vì đó khi mà anh giàu đó anh có đóng thuế nhiều hơn anh vẫn không ảnh hưởng đến đời sống còn cái người nghèo đó họ đóng một cái thuế suất như vậy thí dụ một anh nói thí dụ như một cái người giàu đó anh đóng thuế là 30% phần trăm đi anh vẫn còn giàu như thương tại vì anh vẫn tỷ lên cơ mà nhưng mà một cái người nghèo không đủ ăn đó mình bắt họ đóng 30% phần trăm thì lấy gì họ sống được nữa cho nên cái người nghèo đó, đôi khi họ chỉ đóng một thuế một hai phần trăm mà thôi bởi vì cái họ mà kiếm ăn họ chưa đủ họ nuôi họ thì làm sao mình bắt đóng thuế được cho nên từ lúc mà cái khái niệm về thuế ra đó là nó đã đi theo cái tinh thần gọi là là lũy tiến tức là anh càng có nhiều tiền đó, thì anh càng càng đóng thuế nhiều hơn cho nên chuyện bình thường và dưới thời của chính quyền Joe Biden ông có nói rằng rồi rồi là nếu mà tôi đưa ra chính sách những người nào mà có cái mức thu nhập trên 400 ngàn Mỹ kia một năm thì sẽ thấy cái thuế nó cao hơn trước đây. Nhiều người Việt Nam không biết dễ nhau nhau <laughs> nghe lời những cái tay YouTube tào lao cuồng râm nói rằng là ông thuế ông ông Joe Biden lên là sẽ bắt đóng thuế chứ họ không có biết rằng là chỉ có những người nào trên 400 ngàn Mỹ kia một năm thì mới có. Anh Nam thử hỏi coi là Biết có bao nhiêu người Việt Nam ở bên Mỹ này có đồng lương trên 400 ngàn Mỹ Kim một năm. Anh Nam thấy không? Cái chuyện nó ấy. Còn trong khi những cái tay nhà giàu đó, nó làm được, nó, nó tìm cách nó hoãn thuế, nó 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 defer, nó, nó trốn thuế hoặc là nó đưa tiền nó qua những cái đầu tư khác để mà không đóng thuế. Và như vậy đó, nó làm cho cái ngân sách nó nó bị thâm thủng. Rồi người ta giải quyết vấn đề đó, người ta nói làm sao? Cách, cách bớt cái chương trình mà trợ cấp xã hội cách bớt chương trình cỡ cấp xã hội để khỏi cái tốn hao đúng thật nhưng mà nó ảnh hưởng ai nó đã ảnh hưởng đến cái người nghèo mà thôi trong khi các đại công ty đó nó càng ngày nó càng giàu thêm rồi trong một trong cái đạo luật gọi là inflation reduction act là chính phủ dành ra cái số tiền này để thuê mướn thêm khoảng mấy chục ngàn nhân viên của cơ quan IRS là trong cái vai trò auditor tức là họ lục coi những cái hồ sơ khai thuế để coi coi những cái kẻ nhà giàu nó khai gian chỗ nào nó giấu chỗ nào để mà từ đó mình lấy lại cái số kia thì khi mà mình bỏ ra cái ngân sách mình thuê nghĩa là năm bảy chục ngàn nhân viên như vậy đó thì mình sâu thâu về cái số thuế thâu về được đó, thay vì để cho những tay nhà giàu nó tìm cách nó trốn đấy mình thâu về lên đến, đến cả nghĩa là mấy chục tỷ bạc cái đó là cái rất là tốt thì cái hậu quả là sao mấy cái tay danh biểu và nghị sĩ phe cộng hòa nó nhau nhau nói không phải cắt bớt cái ngân sách này không có cho uh, cơ quan IRS nghĩa là thuê muốn thêm nhân viên cho nên chúng ta thấy một bên là những người bên uh, uh, đảng dân chủ và chính quyền Joe Biden họ đưa ra những cái chính sách giúp đỡ thiết thực cho đời sống của người dân và phía bên kia là những tay cộng hòa cộng hòa Maga cũng như cộng hòa truyền thống cứ tiếp tục chỉ trích nói rằng là phải cắt thuế cắt thuế cắt thuế rồi tìm đủ cách hết để mà biện hộ nhưng mà cuối cùng không lo gì cho đến người dân hết mà chỉ bảo vệ cái giới nhà giàu mà thôi đó là hai cái sự đối chọi mà rất nhiều những người dân họ không có chịu tìm hiểu cho nên đây là cái cơ hội bầu cử đây là cái cơ hội chúng ta chịu khó học hỏi tìm hiểu vấn đề và xét từng vấn đề đó để khi bước vào phòng phiếu đó chúng ta bỏ cái lá phiếu lựa chọn cho những người nào đem lại cái lợi ích cụ thể cho mình chứ không phải là chỉ những cái lời lẽ hoa mỹ những cái lời lẽ dối trá mang tính chất mị dân mà Donald Trump là cái người chuyên môn đưa ra những cái lời lẽ như vậy nhưng mà rất tiếc không hiểu việc lý do gì đó cũng có rất rất nhiều người tin vào cái điều đó và điều đáng buồn đó tin vào điều đó là những người nào là những cái người gọi là là người Việt chúng ta những người Việt cuồng Trump tin một cách nghĩa là 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 khá mà xuẩn động khá mà ngu ngốc người ta nói rằng là Donald Trump đưa ra những lời lẽ cực đoan bảo vệ cho cái giới gọi là nhà giàu những dân giới Mỹ trắng chỉ trích cái giới thiểu số chỉ trích cái thành những nước mà những người dân đến từ nước Phi Châu đó gọi những nước đó là những nước shit hole tức là những nước hú phân rồi mới đây đó Donald Trump lại chỉ trích luôn cái thành phần mà di dân đến đây mang theo những cái ngôn ngữ khác tức là ám chỉ là những người uh, uh, Tàu những người Việt, những người Đại Hà những người gì đó đến đây mang theo cái ngôn ngữ đó mà không ai hiểu biết này kia. tức là ngủ ý chê ba như vậy thì cái dân Mỹ Trắng mà cực đoan đó thì nó ghét đã đành rồi nó nhìn thấy á châu nó nhìn thấy việt nam hay gì nó đâu có biết việt nam đây rồi tàu không á nó thấy tất cả cái đám này là đều là chệt với nhau hết nó ghét mình cái đó đã đành rồi cho nên ủng hộ donald trump còn người việt nam chúng ta nè thân phận chúng ta là dân gốc di dân là gốc tị nạn là gốc đa phần là có lợi tức kém bình thường thôi thì hà cớ gì chạy theo donald trump để hưởng lợi cái gì bởi vì donald trump đó là chỉ ủng hộ cho những cái cử tri Make America Great tức là cái nước Mỹ của Mỹ trắng mà thôi. Trong đầu của Donald Trump và những cái tên mà gọi là da trắng thượng đẳng đó, nó coi những cái người di dân trong đó có những Việt Nam nó là cái hạng mà gọi là second class, cái hạng dân thứ nhì thôi. Cho nó rất là khinh thường lắm. Vậy mà mình chạy theo để được hưởng cái gì? Cho nên phải chăng là mình tự mình tự làm hại mình mà mình không biết mình bị mình bị gọi là 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 tẩy não bởi cái hình ảnh cái chiêu bài nói rằng là Donald Trump lên sẽ đánh tàu vân vân diễn điển này kia là mình thấy thích rồi thế này thế nọ kia nhưng mà nhìn lại cái sự sự thật đấy nó hoàn toàn trái ngược như vậy cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải bình tâm tìm hiểu vấn đề tìm hiểu sự kiện đó và mình đối chứng đối chiếu với lại những sự thật ngoài đời đó để mà từ đó mình lựa chọn cái lá phiếu của mình nó một cách nó khôn ngoan hơn chứ đừng có tiếp tục nghĩa là bị người ta ru ngủ nữa xin uh, trở lại với anh Nam rồi câu chuyện chúng ta cũng tiếp tục nữa không anh? Dạ dạ vâng uh, coi như cái đề tài uh, ngày hôm nay nó tương đối uh, cũng khá đầy đủ rồi thì uh, như chúng tôi nói tối nay nó có cái uh, ông ông Joe Biden đọc một cái diễn bài diễn văn gọi là thông điệp liên bang đó nó cũng có nhiều điều rất là lý thú đúng như anh nói là các um, chính khách bên phe uh, dân chủ đó thì họ nói rằng là thành quả của Joe Biden đó rất là tốt rồi có điều là ông phải nói mạnh hơn nói rõ hơn để làm chi để mà từ đây cho đến tháng 11 đó giải thích cho cử tri biết được cái việc làm của mình nó nó đem lại lợi cụ thể so với lại phía của về đảng cộng hòa và so với cái bốn năm của trump đó, nó không có cái gì tích gọi là cụ thể hết đó tích cực cụ thể hết đó thì đó là cái lý do mà quý vị nên tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ cho uh, chính quyền joe biden cũng như là các um, chính khách của đảng dân chủ để họ tiếp tục làm cái công việc này đó cho nó được ho hoàn thiện hơn và chúng ta phải ngăn chặn không cho những cái lời lẽ cực đoan, những cái tinh thần nghĩa là là gọi là da trắng thượng đẳng, cái, cái tinh thần mà gọi là trà đạp hiến pháp, cha đạp cái thể chế tự do dân chủ đó, nó không có được nảy mầm tại nước Mỹ, bởi vì cái thành quả mà nước Mỹ đã đạt được mấy trăm năm qua đó nó phải được bảo vệ. Hoặc dù lúc này đó nó đang bị, nghĩa là có cái nguy cơ bị uh, phá hoại bởi những người như Donald Trump bất chấp uh, uh, hiến pháp, bất chấp nguyên tắc lâu đời đó không có chịu chấp nhận cái kết quả khi mình, mình thua cuộc thắng thì vỗ ngực khoe quang thua, thì cứ nói là bầu cử có gian lệnh. Anh Nam thấy rằng là Donald Trump mà khi mà được cái tối cao pháp viện tuyên bố, nói rằng là cho phép được bầu cử tại đi coi như đi ngược lại cái phán quyết tại Colorado đó thì nói rằng ô tôi thắng lớn. Rồi trong ngày Super Tuesday vừa qua thắng mà tôi thắng lớn. Nhưng mà khi mà bị thua đó thì lập tức nói là có danh lệnh. Khi gặp những cái cái án lệnh mà tại vụ Eugene Caron bị phạt 83 triệu, bởi ông tòa Engrum bị phạt 400 mấy chục triệu là gì ô, ông tòa này là tòa uh, tham nhũng, tòa thối nát đây kia cái thái độ đó là cái thái độ không thể nào chấp nhận được của một người có cái tham vọng muốn trở thành tổng thống một lần nữa xin trở lại với nam ạ Dạ, yeah. nhiều, nhiều, còn tin tức nhiều thú vị lắm. Để đây đến tháng 11 bầu cử, quý vị sẽ nghe nhiều tin tức rất là nhiều từ các phía khác nhau. Rồi cảm ơn nhà báo Mai Loan lên Tuấn, chúc anh có một cái đêm ngủ bình an thưa anh dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán thính giả khắp nơi xin kính chào và hẹn gặp